Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cơn bão số 3 vẫn đang là vấn đề đáng lưu tâm nhất về thời tiết hiện nay trên cả nước. Do diễn biến của bão rất phức tạp cho nên bà con cần theo dõi sát sao, cập nhật liên tục các bản tin dự báo để có thể có những biện pháp ứng phó kịp thời khi có mưa to gió lớn do ảnh hưởng từ cơn bão này. Khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay, trời tiếp tục nhiều mây và có mưa. Nhiều nơi còn có mưa vừa mưa to đến rất to và rông mạnh. Mưa lượng lớn liên tục trong mấy ngày có thể làm tăng nguy cơ sạt lở đất và lũ quét ở các tỉnh vùng núi và trung du, cư dân địa phương cần đề cao cảnh giác. Dự báo mưa còn có khả năng kéo dài đến hết ngày mùng 4 tháng 8, phải tới ngày mùng 5 thì mới giảm bớt về diện và lượng. Về nhiệt độ thì mức nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay tại các tỉnh miền Bắc chủ yếu dao động trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ là khu vực chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ cơn bão số 3 so với các tỉnh Trung Bộ khác, cho nên trong hôm nay sẽ có mưa ở nhiều nơi thời tiết có mưa vừa mưa to đến rất to tập trung trong hôm nay và cả ngày mai tương tự như các tỉnh thành phía bắc tại khu vực thanh hóa cho đến hà tĩnh cũng cần phải đề phòng cảnh giác với các hiện tượng lũ quét và sạt lở đất ngập úng ở vùng trũng thấp Đi tiếp về phía nam, khu vực Quảng Trị cho đến Thừa Thiên Huế, do nằm ở rìa xa phía nam của cơn bão cho nên ít chịu ảnh hưởng hơn, có trang trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa rải rác về thời điểm chiều tối. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận phổ biến ít mưa, ban ngày vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày vẫn có thể đạt ngưỡng từ 34 cho đến 35 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rông bất chợt trong ngày, mưa với lượng khá hơn chủ yếu tập trung vào đêm và sáng sớm. Còn vào ban ngày vẫn có những khoảng nắng gián đoạn, với nhiệt độ cao nhất đạt khoảng từ 29 cho đến 32 độ tại khu vực Tây Nguyên. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ chủ yếu có mưa rào và rông vào chiều tối, đêm và sáng. Còn ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều, giao động trong ngưỡng 32 cho đến 34 độ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 cho nên trong ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội, trời sẽ nhiều mây âm u, có mưa rào và rông, kèm theo gió giật mạnh. Không chỉ có mưa xảy ra ở nhiều nơi, thậm chí còn gia tăng thêm số điểm mưa vừa đến mưa to trong ngày hôm nay. Trong ngày thứ Bảy cuối tuần, với trạng thái thời tiết xấu như thế này, người dân nên hạn chế tham gia lưu thông ngoài trời để đảm bảo an toàn. Do có mưa liên tục xuất hiện cho nên nhiệt độ duy trì ở ngưỡng thấp, kéo dài trong ngày. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại thủ đô không vượt quá mức 30-31 độ cũng nằm trong xu thế thời tiết chung tại các tỉnh miền Bắc do chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 3. Tại thành phố Cảng Hải Phòng, trong ngày hôm nay cũng sẽ có mưa to đến rất to kèm theo gió mạnh. Không chỉ vậy, vùng ven biển sẽ có gió mạnh dần lên mức cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10 đến cấp 11. Thời tiết biển xấu cho nên trong thời điểm này, bà con nên neo đậu tàu thuyền và tìm nơi tranh trú an toàn. Về nhiệt độ, biên độ nhiệt ngày hôm nay tại thành phố Hải Phòng giao động chủ yếu trong khoảng từ 25 cho đến 29 độ. Trái ngược với tình hình mưa to gió lớn tại phía Bắc, đến với thành phố Đà Nẵng trong ngày hôm nay, thời tiết khá đẹp trời, ban ngày có nắng nhẹ. Do nằm ở rìa xa phía Nam hoàn lưu bão, cho nên mưa rông tại thành phố này không đáng kể. Chủ yếu có mưa vài nơi với thời gian ngắn. Các hoạt động thường nhật của bà con cũng như là các hành trình tham quan của du khách vẫn diễn ra khá thuận lợi. Về nhiệt độ thì nhiệt độ cao nhất trong ngày tại thành phố Đà Nẵng chủ yếu đạt mức 31 độ. Về đêm thì nhiệt độ giảm không nhiều, chiều dao động xung quanh ngưỡng 27 đến 28 độ. Thành phố biển Nha Trang trong ngày hôm nay, thời tiết không có quá nhiều biến động, chế độ nhiệt ẩm ít thay đổi, thời tiết phổ biến tạnh giáo, thậm chí là về trưa chiều còn hơi oi nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động xung quanh ngưỡng 35 độ. Với trạng thái thời tiết ổn định như thế này, rất thuận lợi cho các hoạt động giao thông, hàng không cũng như là các hoạt động ngoài trời diễn ra trong ngày trên địa bàn thành phố. Tại thành phố Buôn Ma Thuột của vùng cao nguyên, trời có mây thay đổi đến nhiều mây. Trong ngày có lúc còn có mưa. Vì có mưa xuất hiện bất chợt và chỉ có nắng gián đoạn cho nên nhiệt độ cao nhất trong ngày tại thành phố không vượt quá ngưỡng 30-31 độ. Trời hơi ẩm ướt cho nên không mấy thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như sản xuất nông nghiệp của người dân khu vực. Lui sâu hơn về phía Nam, đến với thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay thời tiết khá ổn định. Trong ngày có nắng nhưng cường độ nắng không quá mạnh. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều trên toàn thành phố, chủ yếu ở xung quanh mức 32 cho đến 33 độ. Về đêm thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất giao động từ 24 cho đến 25 độ. Những cơn mưa rông vẫn còn lặp lại, tập trung về thời điểm chiều muộn, tối và đêm. Do đó khi tham gia lưu thông ngoài trời, quý vị nên mang theo những vật dụng che mưa tiện ích để có thể ứng phó với những cơn mưa bất chợt xảy ra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay xin chào và chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui